cả các bạn đã quay trở lại với số thứ 5 của Tàu Nhanh Công Nghệ. Và trong bản tin ngày hôm nay của chúng ta sẽ có những tin tức nổi bật nào? Ngay bây giờ thì các bạn hãy cùng mình đi điểm qua tất cả những tin tức sẽ có trong bản tin ngày hôm nay nhé. 1. RTX 3080 được khui hộp đỉnh. 2. RTX 3080 và 3090 bị lộ giá bán tại Đức cực đắt. 3. AMD công bố lịch ra mắt sản phẩm mới. 4. Xbox Series X và S có giá chính thức. 5. RTX 3080 sẽ có review vào 8 giờ tối ngày 17 tháng 9. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với những hình ảnh khui hộp chính thức đầu tiên của chiếc RTX 3080 Founder Edition được đăng tải trên trang tin của Tech Power Up. Về vỏ ngoài thì vẫn đúng với phong cách cực ngầu từ trước giờ của bản Founder Edition với toàn bộ dùng tông đen huyền bí. Bên trong thì ngoài card ra chúng ta sẽ có thêm các phụ kiện như là giấy giới thiệu sản phẩm và đầu chuyển đổi 2x8 pin ra 12 pin mới. Về kích thước thì RTX 3080 Founder Edition trông khá dài nhưng mà vẫn nằm gọn trong 2 slot và độ cao thì vẫn chưa vượt quá khe PCIe sau case. Hai quạt 85mm được bo viền để không cho gió tản đi lung tung, với tác dụng hút gió xuyên qua 4 ống đồng. Và đây cũng là lần đầu tiên công nghệ này được áp dụng trên những mẫu card Founder Edition. Tuy nhiên, cổng 12 pin cấp nguồn có vị trí ở giữa card. Khi mà kết hợp với những đầu chuyển nguồn thì nhìn thực sự là rất mất thẩm mỹ. Hy vọng rằng các hãng nguồn sẽ dần làm cổng nguồn này để đỡ phải dùng adapter như thế này. Cho tới thời điểm hiện tại thì theo quy định của NVIDIA, tất cả các đơn vị bán hàng đều chưa được phép niêm yết giá của những series RTX 3000 lên trang web. Tuy nhiên là do có thể là up lỗi sản phẩm mà một trang web bán hàng của Đức đã up luôn cả giá của những chiếc RTX 3080 và 3090 lên trang web của họ. Và thực sự thì giá thành của em nó không hề rẻ. Các mẫu được đăng tải khá đa dạng và đủ các hãng như là Gigabyte, Zotac, BNY, Innova3D và Asus. Mức giá thì cũng có sự chênh lệch khá nhiều như trong ảnh các bạn có thể thấy. Với tỷ giá hiện tại khoảng hơn 27.000 cho 1 euro thì những chiếc RTX 3080 rẻ nhất như là chiếc Eagle OC của Gigabyte, Apex X của PNY sẽ có giá khoảng 20,5 triệu đồng. Trong khi những phiên bản cao cấp như là Gigabyte Gaming OC, Zotac Trinity, Innova3D IQ X4 hay là Asus ROG Strix thì dao động từ 21,5 cho tới 22 triệu đồng. Mức giá này có thể nói là khá tốt khi mà nó tương đương với RTX 2080 Super. Nhưng mà trái lại với mức giá tốt của RTX 3080 thì 3090 lại thực sự rất chát, khi mà bản rẻ nhất là IQ X3 của Innova3D cũng có giá tới 43,5 triệu đồng, trong khi những bản đỉnh cao như là Asus ROG Strix thì chạm ngưỡng là 47 triệu đồng. Nếu ở Việt Nam mức giá cũng như thế này thì có lẽ 3080 sẽ là sự lựa chọn hợp lý, trong khi 3090 có lẽ chỉ dành cho các dân chơi thực sự mà thôi. Sau các thông tin về binh đoàn xanh đang ngập tràn trên thị trường thì mới đây nhất, binh đoàn đỏ cũng đã đáp trả lại bằng cách tung ra lịch tháng 10 đổ máu của họ bằng việc là ra mắt chiếc Gen 3 cũng như là RDNA 2 được ra mắt vào ngày 8 và 28 tháng 10 tới đây. Chủ tịch AMD Lisa Su đã đăng tải trên Twitter rằng AMD sẽ cho ra mắt thế hệ bộ vi xử lý Gen đời 3 và card màn hình RX thế hệ tiếp theo dựa trên kiến trúc RDNA 2. Đầu tiên là Gen 3 sẽ bao gồm các bộ vi xử lý có lẽ mang tên Ryzen 4000 và chắc chắn sẽ tương thích với các board mạch chủ sử dụng chip B550 và A520 hiện tại. Theo một vài thông tin rò rỉ ở thế hệ thứ 3 này, AMD sẽ tăng số nhân lên để đối đầu trực tiếp với Intel, đặc biệt là Core i9 10900K. Còn về cả màn hình, ở thế hệ RDNA 2 này, được rò rỉ là sẽ tăng 50% hiệu năng trên điện năng tiêu thụ. Nghe thì có vẻ lớn, nhưng các bạn nên chú ý rằng ở RTX 3000 thì con số là gấp 2 cơ. Nên có lẽ hiệu năng của RDNA 2 không có gì quá nổi bật và so với RTX 3000. Tin cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là Microsoft đã chính thức công bố giá của bộ đôi Xbox Series X và Series S của họ. Phiên bản cao to đen hồi với tên gọi là Series X sẽ có giá khởi điểm là 499 đô, tương đương với 11,5 triệu đồng. Còn Series S nhỏ gọn hơn là 299 đô, tương đương với khoảng 7 triệu đồng. Cả hai sẽ được nhận đặt hàng từ ngày 22 tháng 9 tới đây và có hàng vào ngày 10 tháng 11. Nếu các bạn cần chơi game đỉnh cao trên các màn hình 4K thì Series X sẽ đáp ứng một cách cực kỳ tốt. Còn Series S sẽ chỉ hỗ trợ các game ở độ phân giải 2K, 120fps, còn 4K là upscale lên. Trước khi kết thúc số thứ 5 của Tàu Nhanh Công Nghệ tuần này thì mình có một thông báo nhỏ nhỏ dành cho tất cả các bạn. Đó chính là vào 8 giờ tối ngày 17 tháng 9 tới đây thì chúng mình sẽ có một bài review đánh giá chi tiết về chiếc card RTX 3080 tới từ NVIDIA. Còn bây giờ thì các bạn cũng đừng quên like, share, subscribe cũng như là bấm quả chuông nhỏ nhỏ phía bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ một thông báo nào của chúng mình nhé. Và bây giờ thì Nami xin phép xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào số thứ 6 Tàu Nhanh Công Nghệ được phát sóng vào 9:30 sáng Chủ nhật tuần sau. Bye bye!